sáng. Dùng cái mũi đó là để tạo dẫm đó các bạn. Xấy ra được dẫm rồi mình khoan mình bắt á, nó không có bị lòi cái con tán ra nha. Ok. Thêm không? Thêm. Cái này mình đục ra như vậy cho nó rộng cái miệng để mà mình tiếp bộ lon các bạn. Có thể tiếp bộ lon thôi. Làm gì phải kỹ lưỡng một xíu. Mới đục vô cái đinh nè, mẻ cái lưỡi đục. Đinh dặm keo các bạn. Anh này đang làm dấu để chuẩn bị khoan lỗ các bạn. Là một chút nữa cũng sẽ khoan lỗ cái phần chén lái này ha. Khoan 4 lỗ. Bắt. Ngay dấu này phải không? Bánh lái cái phần đầu bánh lái nó sẽ để vô đây để giữ nó lại ha. Không lấy đạp cái rồi mấy ơi. Đạp cái nó cảm giảm chút chứ. Nó lấy một. Bây giờ anh đưa miếng sắt vô trước.
bây giờ anh sẽ cắt cái phần này cho nó đứt một phần nhẹ vô để dừa, để dừa với cái phần này để mình khi ốp miếng sắt vô cắt cắt khúc này nè bạn. Bây giờ sẽ dùng cây đục đục luôn các bạn. Bên kia cũng giống vậy luôn, bên kia chúng ta sẽ cắt cũng giống vậy luôn. Đục cái phần định dụm keo bỏ một phần, nhiều khi mình cắt rồi dụm cái lưỡi cưa của mình đó phân hết. Rồi bây giờ là cắt cái phần keo nó bỏ ra rồi. Tại vì nó còn cộm á, cho nên mình cắt bỏ phần đó ha. Mình sẽ dùng đồ xăm 20 ly nha các bạn. Để khoan bắt vô đó ha. Nhanh lên nặng.
Vậy là xong cái phần niền lấy ký lại các bạn, kiền lại chắc rồi nè. Đây trên hai cây dưới hai cây, cái phần này thì không theo chủ thì không cần thiết, cho nên không cần khoan luôn các bạn. Ở đây cũng xong luôn rồi nè. Ở đây thì giữ được con cây nữa, này nó ngắn ha. Như là thì hai lỗ, 4 ly là 5 ly. Ủa, thôi này coi, kêu 4 ly là 5 ly. Vậy là clip này đến đây kết thúc rồi các bạn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Mình sẽ quay về những ngành nghề liên quan đến đánh bắt hải sản, những ngành nghề hậu cần. Rồi bye bye, hẹn gặp lại.